Xin chào tất cả các bạn. Thì trong video này đó các bạn, mình chia sẻ với các bạn một số mẹo mà mình tự làm tại nhà đó các bạn. Để mình gặp những cái trường hợp mà khó khăn á thì mình giải quyết cho nó đơn giản và gọn lẹ các bạn ha. Rồi, cái đầu tiên đó các bạn, khi mà mình khoan gỗ á, nếu mà mình khoan bình thường đó các bạn, cái chiều quay của cái khoan á nó như bình thường á thì mình để mình xuống mình khoan á. Thì các bạn thấy cái gỗ chỗ này nè, nó bị sừ lên một lớp. Rồi, để mà hạn chế được cái sừ này lên đó các bạn, thì bây giờ cái cò của cái khoan á, thì bây giờ mình sẽ chỉnh ngược lại các bạn, để cho cái lưỡi khoan này nó xoay ngược lại. Và lúc này đó mình sẽ khoan nó như bình thường. Rồi, sau khi mình vùi nó một lỗ xong rồi đó các bạn, thì bây giờ mình cho nó quay lại cái chiều thuận ha. Đó, lúc này các bạn thấy cái lỗ á nó không có còn bị sừ lên nữa. Đó, nó rất là láng ha các bạn. Khi mà bắt những cái con vít này vào gỗ đó các bạn, thì cái đầu nó lòi lên như vậy nè. Thì thường á người ta hay làm như vậy. Người ta sẽ dùng cái mũi vít này luôn các bạn. Người ta vừa nó cắt. Lúc này cái con vít nó sẽ chìm xuống luôn các bạn. Thì làm cách này cũng được các bạn. Nhưng mà nếu mà mình làm nhiều á thì làm như vậy nó cực lắm. Mình sẽ dùng một cái lưỡi khoan như vậy nè. Và mình sẽ mài bớt cái phần đầu nó đi các bạn. Lúc này đó các bạn, mình sẽ cho cái khoan này nó xoay nè. Và mình đặt cái đá mài này lên cho nó xoay luôn. Và mình để lên đây mình mài các bạn. Thì lúc này cái mũi nó sẽ tự mòn và đều ha. Cái mũi khoan của mình đó các bạn, sau khi mình mài xong nè, thì ở cái đầu nhọn này đó các bạn, khi mà mình mồi xuống gỗ á thì nó sẽ ăn xuống, và sau đến cái lớp này á thì nó sẽ mở miệng lớn ra các bạn. Đó, lúc này các bạn thấy nó rất là sâu xuống dưới ha. Và lúc này á mình sẽ bắt những cái con vít vào đây đó các bạn, nó rất là lẹ và cái đầu nó sẽ chìm xuống dưới này luôn. Đó, thì mình làm theo cái cách này đó các bạn, nó rất là dễ các bạn. Thì tùy, ví dụ như các bạn muốn mồi luôn cho những cái con vít này á dài ngắn á, thì mình sẽ mài cái đoạn này dài hay ngắn. Và còn lớn hay nhỏ thì mình mài nhỏ đi. Và còn ở chỗ cái miệng này, nếu mà các bạn muốn cái lỗ nó lớn á thì mình mua cái lưỡi lớn. Còn muốn cái lỗ này nó nhỏ thì mình mua cái lưỡi nhỏ và mình mài. Rồi, kế tiếp đó các bạn, ở đây là những cái cảo, những cái kẹp để mình dùng, mình kẹp gỗ hay là kẹp một cái vật gì đó đó các bạn. Thì ở đây nó có cái cò nè các bạn. Mình bóp đây thì mình kéo, kéo dài ra. Cái cò này á là để mình bấm, mình kéo vô để cho nó ôm, nó siết lại. Đó. Trên cái cảo này đó các bạn, ở cái phần đầu á thì cái chỗ này á mình sẽ tháo ra được các bạn. Mình bấm cái nút này nè và mình rút ra. Thì bây giờ mình sẽ xoay ngược cái cảo lại các bạn. Và mình sẽ xoay ngược cái đầu này lại luôn. Thì lúc này á mình cho vô đây. Đó. Và mình bấm, mình khóa cái này lại các bạn. Thì lúc này các bạn, cái cảo này á bây giờ nó sẽ trở thành là một cái nâng các bạn. Đó, bây giờ mình bóp lên vậy.
nó sẽ nâng đồ vật lên ha. Bên trong này nó có một cái ti chốt các bạn, nó chịu nó cố định lại. Thì cái này nó cũng bằng nhựa cứng thôi, thì cái này mình nâng những cái vật nó vừa phải thôi các bạn, chứ nếu mà nâng vật nặng quá thì nó sẽ gãy mất cái này ha. Thì khi hạ cái ghế này xuống đó các bạn, thì mình bấm cái cò này nè, nhưng mà cái tay mình phải chịu lại phụ ha. Đó, mình lấy ra thôi. Rồi tiếp theo đó các bạn, nếu trong trường hợp á mà mình không có những cái lưỡi khoan nhỏ đó các bạn, mà mình khoan những cái gỗ mềm như gỗ thông chẳng hạn như vậy nè các bạn, hoặc là những cái ván mỏng mỏng đó, thì bây giờ các bạn sẽ dùng đinh á, mình đưa vô cái khoan, mình làm cái mũi khoan luôn các bạn, khoan cực kỳ ngon luôn ha. Đó các bạn thấy những cái lỗ khoan không? Rất là đều, rất là đẹp, rất là chuẩn luôn ha. Rồi để mình mà mài những cái đường cong đó các bạn, mà mình không có dụng cụ á, thì lúc này các bạn sẽ sử dụng những cái vật gì nó tròn tròn giống như cái lưỡi cắt này các bạn. Và lúc này á, mình sẽ dùng cái băng keo hai mặt. Cái loại này nó dán cũng dính cứng lắm các bạn. Và mình sẽ dán lên đây trước ha. Đó. Rồi kế tiếp đó, mình lột cái lớp này ra các bạn. Bây giờ các bạn sẽ cắt một cái đoạn giấy nhám ha, cho nó bằng bằng như vậy. Và bây giờ mình dán nó lên đây. Thì khi mà dán các bạn nhớ dán theo cái chiều quay thuận ha. Đó, thì cái thằng này nó đánh đây nè, đây là chỗ cái nối nè. Thì nó vuốt theo luôn, để nó không có bị ngược chiều, nó bị xúc cái này ra ha. Kế tiếp là một cái mẹo nữa các bạn. Thì ví dụ như ở đây là cái đường ống nước các bạn, và ở đây là cái đầu răng của nó ha. Thì bây giờ mình muốn quấn cái keo lụa này vô, nhưng mà chỗ này nó ví dụ như là nó là cái vách tường và nó sát vô như vậy, thì cái chỗ này mình sẽ không có lòn qua được các bạn. Lúc này mình có thể dùng cái mũi khoan nè các bạn, và mình sẽ quấn cái keo lụa này lên trên cái mũi khoan này ha. Rồi cái đấy đó các bạn, thì bây giờ mình sẽ cho cái keo lụa vô đây ha, và bắt đầu mình sẽ dùng cái lưỡi khoan này và mình quấn nó lại. Đó, các bạn muốn quấn nó cao thấp trên dưới gì ạ, lúc này nó sẽ dễ hơn. Lúc này các bạn muốn bắt đầu răng hay bắt cái gì vô trong đây cũng được ha. Rất là đơn giản nha các bạn. Và khi quấn cái băng keo lụa này đó các bạn, thì các bạn nhớ quấn theo cái chiều kim đồng hồ ha, là cái chiều đúng. Để khi mình vặn cái thiết bị kế tiếp vô đây đó các bạn, thì cái keo lụa này nó sẽ ôm vô đây luôn, và nó sẽ nằm sát và nó sẽ kín hơn. Còn nếu mà mình quấn ngược chiều á, thì khi mình siết thằng này vô á, thì cái keo lụa này á, nó sẽ bị nhả ra các bạn ha. Khi mà mình muốn lấy cái đầu răng của cái vòi nước mà nó bị gãy á, ở trong cái này ra thì nó cũng rất đơn giản thôi các bạn. Thì trước đây mình có làm một cái clip rồi, thì bữa nay mình sẽ làm lại cho các bạn xem ha. Thì có một số bạn cũng còn thắc mắc nói là chưa có lấy được. Thật ra cái này nó rất đơn giản các bạn. Thì như thằng này nó vặn theo cái chiều kim đồng hồ nè. Thì bây giờ các bạn đừng có dùng cái cây kìm lớn ha, mình dùng cái cây kìm nhỏ thôi các bạn. Và mình thọt vô đây nè. Và hai cái tay mình sẽ banh cái cán kìm ra, thì lúc này nó sẽ chịu lên đây các bạn. Đó. Hoặc là mình dí nguyên cái cây kìm này vô luôn các bạn. Mình đóng cho nó chặt vô đây một chút xíu thôi. Mình đóng cái cây kìm này xuống chặt một chút nè. Hoặc là mình dùng cái thân người mình đó, mình đè lên đây. Thì mình vặn cái này nó ra thôi ha. Hoặc là đó các bạn, mình cũng có thể mình dùng hai cái lưỡi khoan nè. Thì mình cho xéo vào đây.
Đây là mình sẽ siết chặt vô cho các bạn xem ha. Đó. Rồi bây giờ mình mở ra nè. Hai cái tay các bạn cứ banh ra thôi. Trong trường hợp đó các bạn, mình muốn bắt những cái con tán này vô bên trong sâu á, ví dụ như cái lỗ này lớn ha, thì bây giờ mình sẽ dùng con long đền các bạn, mình cho nó vào đây. Và kế tiếp á, mình sẽ cho cái con long đền vào đây các bạn. Đó. Lúc này cái tay này mình chịu con long đền nè. Và lúc này á, cái tay này á, mình sẽ dùng kìm mỏ chuột các bạn. Và mình ra đúng cái con ốc này lại ha. Và lúc đó mình sẽ vặn vô. Rồi sau đó mình sẽ dùng cờ lê mỏ lết thì mình sẽ xiết con tán này lại các bạn. Nếu trong trường hợp đó các bạn mà cái lỗ này á, nó sâu ở bên trong này nè, thì cái kìm mình cặp vô nó sẽ không tới các bạn. Lúc này á, các bạn dùng cái vật gì nó dẹp dẹp á, thì ở đây mình có cái giũa nè, thì lúc này mình sẽ quấn băng keo vô đây các bạn. Lúc này á, mình sẽ quấn băng keo vô đây ha. Các bạn lựa cái nào, cái loại mà nó dính dính á. Rồi các bạn quấn vô đây mấy vòng. Xong sau đó đó các bạn mình xoắn cái băng keo này lại nè, để mình đưa cái mặt dính nó lên trên. Đó. Rồi cuối cùng là mình đặt con ốc vô đây các bạn. Thì lúc này con ốc nó sẽ không có rớt nữa ha. Rồi mình đưa vô đây và mình canh nó, mình siết nó thôi. Rồi sau khi cái con ốc á, nó dính vô cái con tán này rồi đó các bạn, thì mình vặn vô và mình dùng cờ lê mọi lết gì mình sẽ siết chặt được cái con này ha. Rồi mình dừng video tại đây các bạn. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ha.